Bác sĩ lên Facebook xúi dân dùng dầu me dầu dừa nhỏ mũi tránh Covid-19. Chuyên gia gay gắt, chỉ thần y mới nghĩ ra được. Tình hình diễn biến dịch Covid-19 đang vô cùng phức tạp trên nhiều tỉnh thành trong cả nước. Trong khi cả nước đang cố gắng tiến hành tiêm vaccine để ngăn cản sự lây lan của dịch, thì những ngày gần đây trên mạng xã hội xôn xao thông tin một vị bác sĩ có tên là PXT đăng bài viết bảo vệ niêm mạc mũi khỏi sự xâm nhập của virus Covid. Nếu bạn nào không chịu được nước muối ưu trương thì có thể thay thế bằng dầu mè. Thực tế có rất nhiều loại dầu có công dụng hữu hiệu trong việc khiến người bệnh nhanh chóng giảm chứng khô mũi, như dầu ô liu, dầu dừa hay dầu mè đều có tính hiệu quả trong việc điều trị chứng khô mũi mùa hanh khô. Sau đó thì vị bác sĩ này đã đưa ra một loạt những lợi ích của dầu ô liu, dầu dừa, dầu mè, vitamin E. Ngoài những thông tin trên, vị này còn dẫn một đường link, một bài nghiên cứu để làm dẫn chứng. Thực tế ngay cả thuật ngữ chuyên môn, người xưng là bác sĩ này cũng viết sai. Tên của virus là SARS-CoV-2, còn COVID-19 là tên bệnh, nhưng vị này gọi là virus COVID. Trước những thông tin này, nhiều chuyên gia đầu ngành đã lên tiếng phản đối vì công dụng của những loại dầu này là hoàn toàn không như bài viết trên. Trao đổi với phóng viên về vấn đề trên, bác sĩ Ngô Việt Hùng, nguyên trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Việt Tiệp cho biết đây là lần đầu tiên ông nghe được khái niệm này. Thật nực cười khi cả thế giới không ai làm thế, dùng dầu dừa, dầu mè che phủ niêm mạc bảo vệ mũi khỏi virus COVID-19 là một điều phi thực, chỉ có thần y mới có thể nghĩ ra điều đó. Tương tự, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cũng khẳng định dùng dầu me dầu dừa trong việc chữa COVID-19 là sai hoàn toàn, thậm chí còn có thể dẫn đến chết người. Ngoài ra, Bộ Y tế vừa cảnh báo thị trường đã xuất hiện hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống xuyên tâm liên giả mạo. Cụ thể, theo Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, hai sản phẩm này tên là xuyên tâm liên CV19, logo toàn lộc, vỏ hộp màu đỏ, và thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống xuyên tâm liên CV19 logo nhất lộc, vỏ hộp màu xanh. Hai loại này đều ghi trên bao bì công dụng là kháng virus, kháng COVID-19, kháng viêm, điều trị đau họng, cảm cúm và nhiễm trùng đường hô hấp, phòng chống COVID-19. Cục khuyến cáo người dân không mua, không sử dụng hai sản phẩm này và báo cho cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện. Xuyên tâm liên là một vị thuốc nam dùng để chữa các bệnh thuộc hệ thống hô hấp như cảm sốt, cúm, ho, viêm họng, sưng amidan, viêm phế quản, phổi. Trong phác đồ điều trị COVID-19, Bộ Y tế xem xét sử dụng xuyên tâm liên hỗ trợ điều trị COVID-19. Hiện, Cục Y dược cổ truyền kết hợp với Cục Khoa học đào tạo, Bộ Y tế xây dựng đề cương thử nghiệm lâm sàng. Các chuyên gia khuyến cáo, hiện nay phương pháp đặc hiệu nhất để phòng ngừa COVID-19 chỉ là sử dụng vaccine. Khi được tiêm chủng, con người sẽ có miễn dịch đặc hiệu. Nếu có lỡ va phải virus thì họ cũng sẽ chỉ bị nhiễm SARS-CoV-2 nhưng không bị bệnh. Khi nào có triệu chứng khó thở, sốt, lúc ấy mới gọi là bệnh COVID-19. Những người có miễn dịch thì sẽ không bị bệnh nặng, tải lượng virus cũng ít đi. Phương pháp tiếp theo là thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, đeo khẩu trang, xịt khuẩn. Khi chưa tiêm vaccine hay kể cả đã tiêm, chúng ta vẫn nên thực hiện 5K để phòng tránh tối đa sự lây nhiễm của dịch bệnh.